Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Karik cực dễ thương khi khuỵu hẳn gối xuống để trả lời phỏng vấn hỏi về kinh nghiệm hôn lại cứ tủm tỉm cười. Chiều 20 tháng 1, Seachain, chàng rapper đang gây chú ý tại Rap Việt mùa 2 đã tổ chức cuộc họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên Dambic. Sự kiện này cũng có sự xuất hiện của nhiều rapper được khán giả biết đến như Karik, Đạt Maniac, đội nhóm OTD, rapper Rick, ca sĩ Sophia. Đặc biệt, sự xuất hiện của Karik, người thay của Seachain tại Rap Việt đã thu hút sự chú ý hơn cả. Ngay khi vừa xuất hiện, nam rapper Karik đã nhận được sự săn đón của giới truyền thông. Để có sự cân bằng về chiều cao với người đối diện, Karik đã không ngại ngần khuỵu gối, giả động tác ngồi để không gây khó khăn cho người đối diện. Hành động dễ thương của nam rapper đã khiến nhiều người có mặt vô cùng thích thú. Ai nấy đều tấm tắc khen ngợi sự thân thiện, đáng yêu của Karik tại buổi họp báo. Cũng trong buổi họp báo, khi bị MC Nicki hỏi khó về chuyện kinh nghiệm hôn, sau khi MV Dambic xuất hiện phân cảnh hôn của Seachain, Karik đã không giấu được sự bối rối. Trước việc này, anh chàng Nicki tiếp tục hỏi xoáy về việc liệu không muốn trả lời là vì biết quá nhiều rồi không muốn chia sẻ hay vì không biết gì. Đáp lại Nicki, Karik trả lời dõng dạc, không biết gì. Có lẽ Karik ở trong buổi họp báo của học trò nên có phần hơi ngại ngùng, nên quên mất việc anh ấy cũng từng có cảnh hôn cháy màn hình với bạn diễn trong MV Đau Vậy Đủ Rồi. Thôi thì các fan của Karik cứ tin rằng Karik không biết gì về kinh nghiệm hôn nha.